Thì hôm nay Yến sẽ chỉ cho cả nhà cách cắm một bình hoa để bàn thờ, kết hợp giữa hoa hồng môn, cái này gọi là huyết môn ha. Hồng môn thì nó màu hồng hơn, với lại là hoa mi mi trắng. Rồi, thì đây là cái hộp mà Yến đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì Yến có để cái khay dưới đây để mà đựng nước ha, để nó không có chảy lên bàn thờ của mình. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắm. Thì cách để mà mình bảo quản cái hồng môn huyết môn này á, là nếu như mình chưa sử dụng á thì mình cứ để nó trong bịch như thế này, rồi hàng ngày á, thì mình sẽ cắt gốc một ít đi ha, thì nó sẽ giữ được rất là lâu. Và khi mua á, thì rằng là mọi người nhìn cái tim này nè, cái tim này nó càng nhiều màu xanh á thì cái hoa nó càng mới, và khi mà nó hết cái màu xanh này đi rồi á thì là hoa nó sẽ gọi là chết ha, nó sẽ không có gọi là sử dụng được nữa ha. Rồi mình lưu ý khi mà mình đi lựa hồng môn. Đó. Thì mình muốn tháo luôn một lượt cũng được, rồi hoặc là mình xài tới đâu mình tháo tới đó thì nó sẽ an toàn hơn. Tại vì rằng là khi mà có cái bao ni lông này nè thì nó sẽ giúp cho cái hồng môn của mình nó giữ được lâu hơn ha. Rồi thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu cắm. Thì đây là cái cục xốp Yến đã chuẩn bị rồi. Thì đây là thiên tuế Yến đã cắt và Yến uống lượng cái kẽm này ha. Rồi thì bây giờ Yến sẽ cắm nó vào đây. Nếu mà không có cái hoa mi mi này nha thì mình có thể sử dụng sa lem nha cả nhà.
Rồi thì sau khi mà Yến đã che cái phần đuôi ha, và Yến cho cái chỗ này nó cong lên một chút xíu đó, và đệm thêm những cái lá lan để che những cái khoảng trống của cục xốp, thì Yến đã hoàn tất xong cái bình hoa để bàn thờ giữa hoa hồng môn màu đỏ với lại cái hoa mimi màu trắng này ha, rất là thích hợp cho cái mùa phục sinh sắp tới để mà mình cắm mình dâng lên bàn thờ ha. Rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa này. Nếu có nhà thích thì nhớ nhấn like, share, ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.